Được. khó luôn, để ba tự quay cho. Không, con quay hậu trường của ba. Ủa, quay hậu trường gì nữa? Quay là ba đang quay tại vì ba đã được kiếm tiền. Tài khoản Axen. Hí mắt chứ. Chút nữa lúc sau cái cục nào mẹ cho con coi nha. Con điên. Gì vậy? Gì vậy? Quay qua quay lại vậy? Quay vui cười vậy? Tôi đang nghe máy. Đang ngày đó, mấy giờ đây? Ngày mấy giờ? 13. 13 tháng 12. Và mẹ đang ghé tay cho một thằng vui gọi là đó. Thôi, đâu có chọc em nè, lủng lỗ tai em bây giờ. Tối 10 giờ 40. Trời ơi. Kênh được phép bật kiếm tiền đang làm. Rồi vậy đi, kết thúc video đi các bạn. Con nhỏ móng này nó đang quay mình nữa chứ. Rồi con nhỏ này chuẩn bị đi ngủ luôn. Rồi vậy đi. Goodbye, see you again.